Xin chào bác đến với kênh kênh xe đạp, kênh review đánh giá chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay đến các bác mẫu xe đạp touring dàn FCR 3300, chiếc xe đạp đến từ thương hiệu Gian. Xe thì được trang bị là khung nhôm, bộ chuyển động của xe được sử dụng là Shimano Soza với 9 tầng lip và 3 tầng đĩa, cho xe có 27 tốc độ khác nhau các bác nhé. Đề chuyển động sau Shimano Soza, gạt đĩa được sử dụng là của Shimano DUG các bác nhé. Trên này thì cũng được trang bị bộ tay bấm xả cũng của Shimano DOG 9 lít và 3 tầng đĩa cho 27 tốc độ khác nhau. Đùi đạp Shimano các bác nhé. Xe Touring Gian FCR 3300, một cái thương hiệu xe mà cũng cực kỳ là có tiếng với các bác chơi xe rồi, không cần phải cãi nhiều về cái thương hiệu này nữa, rất là nổi tiếng rồi. Đấy, thương hiệu được sử dụng công nghệ nhôm Alux các bác nhé, một cái công nghệ độc quyền của Gian. Đấy, rất là bền, và cái công nghệ Alux này giúp cái hãng Gian này nó đạt cái thành tựu là xe đạp hãng sản xuất xe đạp khung nhôm tốt nhất thế giới hiện nay các bác nhé, với cái công nghệ Alux này. Đây là website của xe. Đấy, xe được sử dụng một cái tông màu đen pha với một chút đỏ rất là đẹp. Khung sơn thì còn rất là mới đẹp các bác nhé, chỉ có những cái vết xước răm rồi đã qua quá trình sử dụng và nó sẽ bãi nhập khẩu về nên là không thể tránh khỏi thôi. Còn tổng thể xe thì lớp sơn thì còn cũng tương đối là bóng đẹp các bác nhé. Vành bánh 700c máy quaddo, sử dụng phanh là bộ phanh chữ V, một cái loại phanh rất là thường thấy trong những cái dòng xe nhập bãi. Ghi đông cong các bác nhé, ghi đông này cũng nguyên zin nguyên bản luôn, Gian đây các bác nhé. Cọc yên cũng nguyên zin. Bây giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Và thì có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà bọn em đăng lên kênh, thì các bác ở trên điện thoại ấn cái mũi tên trỏ xuống ở đây. Đấy. Thì những chiếc xe nào mà em đề giá đây thì giá bên em luôn công khai để trên phần tiêu đề, hoặc là các bác xem đến cuối video thì sẽ có giá bán của chiếc xe. Và những chiếc xe nào mà ở phần tiêu đề em ghi là đã bán thì tức là chiếc xe đấy đã bán rồi. Ngoài ra thì các bác hay hỏi là không nhận được thông báo mỗi khi mà xe lên kênh, thì các bác ấn đăng ký ở đây, ấn thêm nút chuông, chọn là tất cả để khi mà bên em đăng video lên kênh mỗi ngày một video thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Và thì size của chiếc xe đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 43 cm, từ khóa yên tới tâm cổ cốt là 53 cm. Thì xe phù hợp các bác đi từ khoảng 1m60 đến 1m70 phù hợp. Đây, chuyển động đi các bác nhé, rất là mượt mà. Chuyển động Shimano Suzuki 9 tầng lít và 3 tầng đĩa đạp. Nó sẽ có 27 tốc độ khác nhau. Và thì chiếc xe này đang được bán bên mức giá là 8.600.000 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền rồi bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình có mấy cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video và hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.